Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế tối thứ hai ngày 17 tháng 6 năm 2024. Chúc quý vị một buổi tối đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tràn trề năng lượng. Và mở đầu phần tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với thông tin về nước Nga. Cũng là một cái dịp mà nó kỷ niệm có một cái thông số báo cáo cộng với lại những lời thắc mắc của quý vị nói rằng là tình hình của nước Nga dạo này có vẻ không ổn, phải không Phan Sơn? À, tình hình đáng lưu ý thì nó chỉ có cái này thôi, là sau khi à, tổng thống Putin ra cái quyết định rằng là cấm tiệt sử dụng đồng đô la ở thị trường chứng khoán Moscow thì sau đấy đồng à, rúp đã mất giá. Và tất nhiên chúng ta cũng biết rằng đồng rút mất giá mấy đồng đô la bây giờ thì nó không có cái ý nghĩa gì nữa. Đúng không ạ? Nó đúng là một cái câu như vậy. Hoặc là nó ảnh hưởng, nó không có quá đáng kể. Và nó ảnh hưởng mang tính chất là tình huống và cục bộ. Tức là ông nào có nhiều đồng đô thì ông ấy chết. À vâng, giờ, tức là ông nào cần nhiều đồng đô để làm việc thì ông ấy chết thôi. Và nó chỉ mang cái tính chất là cá nhân, lẻ tẻ như vậy. Chứ nó không diễn ra ảnh hưởng tới cái nền kinh tế của nước Nga nữa. Bởi vì sau đó thì chúng ta được biết rằng là gần như để thay thế đồng đô la thì nước Nga đã đưa nguyên cái đồng nhân dân tệ vào. Gần như nó là một cái cửa lớn nhất của phía Nga về mặt tiền tệ để hướng ra cộng đồng tiền tệ quốc tế. Đấy, trước cái thềm của cái việc là họ cũng nhầm nhe đưa ra hệ thống thanh toán BRIC. Đúng không ạ? Thì đến bây giờ tôi không biết là đồng rút đã khôi phục chưa. Vâng, thôi lười quá nói nhìn luôn hôm nay đây này. này tỷ lệ bây giờ hôm đó đã vượt trên 100 rúp. À, và bây giờ đã quay trở lại cái 89 rúp mà 1 đô la rồi. Như vậy nó đang quay trở lại cái quỹ đạo ổn định rồi này. Đấy. Như vậy chúng ta thấy rằng là à, không như là nhiều lời đồn đại đúng không ạ là sau khi nga tiến hành cái việc mà có thể nói rằng là tự chấp nhận đau đớn cho bản thân để phế võ công mỹ đấy. đấy. Thế thì thực tế là cái thị trường cái tỷ giá hối đoái của đồng rút mới lại đồng đô la nó không biến động một cách đáng kể và càng ngày nó càng có cái xu hướng nó ổn định hơn. Bởi vì bây giờ nói tóm lại là các quan hệ uh, giao dịch rút đô la nó càng ngày càng ít đi thế thôi. Còn nó có diễn biến quan trọng hay là biến động thì nó chỉ đối với lại những cái cá nhân cá thể cá công ty đại loại như vậy. Thì uh, đó là những thứ mà tôi nhìn thấy duy nhất còn tất nhiên trong thời gian vừa qua thì phía nga họ cũng bị ảnh hưởng liên quan tới việc là các mỏ dầu rồi lọc dầu thì bị ukraine tấn công đúng không ạ nhưng mà nó cũng chưa đủ sức để gây ra một cái sự sự căng thẳng thì có nhưng mà nó lại chưa thay đổi được cái điều gì nói chung là nó không đến mức ảnh hưởng rất để làm cho người ta lo lắng thôi thì ngày hôm nay cơ quan thống kê của nước nga đã đưa ra một cái con số Uh, tỷ lệ phát triển kinh tế một cách khủng khiếp. Uh, trong đó, cơ quan Rostat đã nói rằng động lực phát triển kinh tế uh, của quý này, quý 1 vừa qua đấy, đạt 5,4%. 5,4% quý vị ạ. Và chúng ta hãy nhìn xem những cái gì để khiến cho nước Nga đạt được một cái uh, tỷ lệ tốc độ phát triển kinh tế. Nó quá ngoạn mục 5,4%. Tức là rơi vào hàng ngũ các nước... L có tốc độ phát triển lớn nhất thế giới ở nằm trong các cái tầm trung đấy. Thế nhưng mà rõ ràng nước nga đang ở top 4 nhưng mà họ vẫn đạt được cái tốc độ phát triển có thể rất là ngưỡng mộ đúng không ạ? Trong đó những ngành công nghiệp, mà khu vực tài chính, khu vực công nghệ thông tin, thương mại và sản xuất tăng trưởng nhiều nhất. À, tổng sản phẩm quốc nội trong quý 1 năm 2004 đã tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái và đây là tính theo theo tỷ số chỉ số GDP nhé quý vị nhé chứ không phải là PPP tức là sức mua ngang giá. Và đây chính là cái thông số đã được uh, xác nhận lại sau khi mà vào hồi tháng 5, nước Nga đã công bố những cái chỉ số rằng là trong cái quý 1 có thể tốc độ phát triển của họ sẽ tăng trưởng hơn rất nhiều so với dự báo năm ngoái. Như vậy với tốc độ phát triển rất ngoạn mục như thế này thì nền kinh tế nước Nga đã chứng tỏ một cái sự năng động mà trong phát triển dương ở quý thứ tư liên tiếp sau khi cái quý năm tài chính lần thứ nhất của năm 2023 thì họ đã bị sụt giảm tới 1,6%. Sau đó thì đạt 5,1% vào quý 2, 5,7% quý 3, 4,9% quý 4 và 3,6% uh, quý cuối cùng. Và một trong những cái điều đáng lưu ý là cơ quan thống kê của nước Nga họ đã đưa ra những cái thông số như này nhưng không hề tính tới tất cả những cái GDP phát sinh bởi hai vùng Zaporizhia và vùng Lugan, Donetsk và Kherson, có nghĩa là các cái vùng lãnh thổ mới sát nhập vào nước Nga. Đồng thời thì uh, liên quan đến một trong những cái mặt hàng quan trọng nhất của nước Nga, đó là uh, nhập khẩu khí đốt, khí đốt, xuất khẩu khí đốt thì uh, cũng đã lần đầu tiên từ rất lâu uh, tỷ trọng xuất khẩu khí đốt của nước Nga vào thị trường châu Âu. Và <laughs> khí đốt nhập khẩu của Nga vào thị trường châu Âu đã vượt qua người Mỹ để trở thành nước xuất khẩu khí đốt hóa lỏng lớn nhất vào thị trường châu âu vâng và, và chúng ta phải nhìn lại đây là một cái điều nó rất là quan trọng tại thời điểm này bởi vì là người ta ở châu âu và nước mỹ người ta đang tranh cãi với nhau là xem ai bớt phụ thuộc vào khí đốt của nước nga đúng không ạ nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy cái bức đấy những cái điều mà chúng ta nhìn thấy nó không có trên các mặt báo nó không có phản ánh đúng đúng không ạ Thực tế mà nói chúng ta thấy thực sự là họ vẫn tiếp tục mua khí đốt của nước Nga Và như vậy thì lần đầu tiên sau 2 năm nước Nga quay trở lại đánh bại vị trí của người Mỹ à, Kể từ khi cuộc chiến thì Mỹ đã đánh bại Nga để chiếm thị trường LNG tức là khí ga hóa lỏng đấy Thì bây giờ Nga đã à, lấy lại cái vị trí của mình như vậy thì đến thời điểm này, nước Nga đã xuất khẩu vào thị trường châu Âu chiếm một cái tỷ trọng 15%. Sự trỗi dậy của khí đốt của Nga vào châu Âu trong cái bối cảnh của việc là các nước châu Âu thi nhau tuyên bố về việc là chúng ta phải thoát khỏi cái sự phụ thuộc vào khí đốt của phía Nga, như là một trong những cái gọi là những cái chiến dịch của những cái đảng phái tranh cử, cũng như là những cái chiến dịch mang tính chất cổ vũ cho Ukraine trong cuộc chiến, cũng như là làm dịu, uh, xoa dịu cái công luận. Bây giờ thì khí lỏng của Mỹ vào châu Âu chỉ chiếm 14%, một con số thấp nhất kể từ năm 2022, hồi tháng 8 như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy ông putin ông ấy đã nói một cách nó rất hững hờ uh, khi mà châu âu có cái xu thế đó ông ấy nói rằng là cái việc mà cấm vận nga thì cuối cùng cũng chỉ gây hại cho chính các nước châu âu mà thôi sau đó thì lời cảnh báo của putin thực sự đã rơi vào những cái gọi là đàn gậy tai châu đúng không ạ uh, người châu âu thì đã hối hả nhập khí đốt của nước mỹ nhưng mà sau này thì chúng ta biết rằng khi mà nước Mỹ các công ty đã kiếm bộn tiền và tăng một cái mức giá kỷ lục để kiếm một cái nguồn lợi nhuận khổng lồ sau khi mà họ họ đã có thể nói là cướp bóc tàn phá châu Âu liên quan tới một cái cuộc khủng nhân năng lượng sau khi mà châu Âu đang cố thoát khỏi cái sự phụ thuộc đối với người nga còn bây giờ thì chúng tôi cũng không biết là điều gì đã dẫn tới cái việc mà nước Mỹ đã giảm so với lại nga chúng ta chỉ biết rằng là hiện tại với cái um, chỉ những cái chỉ số phát triển kinh tế như thế này thì cho phép tổng thống Putin gần đây đã mở một cuộc tổng tấn công, một cuộc tổng tấn công kinh tế nhắm vào đồng đô la của nước Mỹ. đúng không, quý vị, à, nếu như quý vị chúng ta để ý thì nó chính là một cuộc tổng tấn công à, và cái mũi công chủ yếu của ông ấy nhắm vào cái việc phi đô la hóa à, và đó chính là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của chính phủ Mỹ. Và là một trong những cái bộ phận mà nó nhạy cảm nhất. Đấy, mình gọi đúng là nhạy cảm nhất của nền kinh tế Mỹ. Khi mà ngoài những cái biện pháp của chính nước Nga, thì họ cùng với các quốc gia BRICS cũng nhanh chóng để mà tung ra thông tin về việc là sẽ đưa ra một hệ thống thanh toán uh, tương đương với lại hệ thống thanh toán SWIFT. Đúng không ạ. Uh, và với cái hệ thống kiểu như SWIFT nhưng mà lại áp dụng những cái uh, nguyên tắc nó bình đẳng, nó nguyên tắc nó hiện đại và nguyên tắc nó uh, nó công bằng hơn, nhanh hơn, vân vân thì rất có khả năng nó sẽ đe dọa cái nền tảng thanh toán của Mỹ và đồng đô la. Thì rất có khả năng trong cái nỗ lực của ông Joe Biden uh, trong việc ông ấy giảm bớt cái việc xuất khẩu khí đốt vào châu Âu, thì để mà kiềm chế cái lạm phát gia tăng ở trong nước. Bây giờ thì chúng ta thấy rất rõ rằng là kiểu gì thì nước Mỹ cũng sẽ chuẩn bị hoặc là bắt đầu đã nhận những cái trái đắng liên quan tới vấn đề cấm vận mà tất cả thì nó đều xuất phát từ cái việc là họ đã tung ra những đòn cấm vận và tịch thu tài sản của nước Nga. Hôm nay thì những cái tờ báo thân phương Tây thậm chí còn đưa ra những cái dòng tít như thế này là những cái phân bón đẫm máu của Putin đã tràn ngập châu Âu. bây giờ tỷ lệ nhập khẩu đã tăng tới 9 trăm trong thời gian qua. Vâng, 10 lần quý vị. <laughs> mà phân bón thì quý vị biết rồi đúng không ạ? Phân bón thì có thể nói rằng là bây giờ mà châu Âu không phụ thuộc vào Trung Quốc mà Nga nữa ấy, thì không biết phụ thuộc vào đâu. Bởi vì tại sao? Bởi vì trước đây ấy thì phân bón Đức là một trong đối thủ cạnh tranh của nước Nga. Thế nhưng mà Đức thì bây giờ lại kiên quyết là sẽ gọi là chặt đứt cái tay cầm đũa, đúng không ạ? Đấy, chỉ còn tay cầm bát thôi có nghĩa rằng họ không nhập các cái sản phẩm năng lượng của Nga nữa và họ không có cái đầu vào các sản phẩm năng lượng thì trong đó có phụ phẩm đúng không ạ Nó chính là cái phân bón đấy mà mình gọi là hóa chất ấy. thì nước Đức là một nước trùm thế giới và ngày xưa phân bón của Đức có thể nói là cạnh tranh cực hiệu quả với lại Nga ở châu Âu thế nhưng mà bây giờ thì Đức đã tự tài bóp có nghĩa rằng họ không nhập cái đấy của phía Nga giá rẻ nữa thì bây giờ họ phải nhập bên giá đắt Không biết họ nhập từ đâu Và dẫn tới cái việc là vừa nhập với giá đắt Thì cái ngành đấy Nó lại sản xuất Nó lại phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt nó mới sản xuất được Đấy nó, Cho nên nó dẫn tới một cái việc là Đã không có cái đầu vào Là năng lượng uh, Để mà có thể sản xuất ra phân bón Cái thứ hai là cái nguyên liệu Tức là cả cái hai yếu tố Nhiên liệu và nguyên liệu Đều tự tay bóp chính bản thân mình cho nên phân bón của Đức nó không có cạnh tranh nữa, mà nó không cạnh tranh với ai, nó không cạnh tranh với chính Nga. Đấy, và bây giờ thì uh, châu Âu lại mua thêm cái phân bón của Nga uh, gấp có 9, mấy lần thôi. Và cũng như là liên quan tới cái vấn đề mà nhập khẩu khí đốt các nước cứ đổ vạ lẫn nhau, đúng không ạ? Thế nhưng mà cuối cùng thì cũng giống như phân đo bón thôi, nước nào cũng nói rằng là không phụ thuộc vào Nga nữa. Và nói rằng là những cái phân bón của Nga nó chính là những cái phân bón đẫm máu, đấy từ máu và nước mắt. Thế nhưng mà cuối cùng họ vẫn nhập tới 920%. Một vài những cái con số liên quan tới kinh tế của nước Nga để quý vị nào quan tâm. Chỉ trong 5 tháng, một trong những mặt hàng của Nga đã đạt doanh thu gần 56 tỷ đô la. Bất chấp các lệnh trừng phạt, kinh tế Nga vẫn tăng trưởng mạnh mẽ một mặt hàng nước này còn có doanh thu lên tới 56 tỷ đô la. Dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Nga cho biết mặc dù đang phải gánh chịu các lệnh trừng phạt nặng nề, nhưng doanh thu của ngành dầu khí trong năm tháng đầu 2024 tăng tới 75% và so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, ngân sách của Nga từ dầu khí đã đạt 4,5 nghìn tỷ rúp tương đương với 56 tỷ đô la. À, chưa hết, theo thông số của Bộ Tài chính Nga, thì triển vọng kinh tế xã hội à, dự kiến nguồn thu từ dầu khí sẽ tăng ổn định và tăng đáng kể trong thời gian những tháng sắp tới. So với cùng kỳ năm ngoái, thì 5 tháng đầu năm mà doanh thu từ các nguồn năng lượng, đặc biệt là dầu khí của Nga cũng đã tăng tới 34%. Ở đây có một cái điều nó đáng nói quý vị là thực tế thì Nga đã xuất khẩu ít đi nhưng mà lại kiếm về bộn tiền hơn đơn giản bởi vì giá nó đã tăng so với năm ngoái và tất cả những cái điều đó nó diễn ra vì cái sự phối hợp của nga với lại các nước opec trong đó ả rập xê út và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất chính là hai những cái trụ cột mà bây giờ đều có mặt ở trong khối brics ngoài ra thì uh, chúng ta cũng để ý là hồi năm ngoái chúng ta bàn rất nhiều về việc là tại sao đồng rúp nó lại mất giá so với đồng đô đúng không ạ Uh, và cảm giác riêng là phía Nga họ cũng người ta cứ bàn phương Tây cứ bàn về việc là Nga sắp đổ rồi. nền kinh tế sắp sụp rồi bởi vì đồng uh, rub nó lên một hơn 100 uh, rub ăn một đô la. Thế nhưng mà chúng ta nhìn kỹ lại bây giờ thì chúng ta có thể đưa ra một cái kết luận rằng Nga đã rất khéo léo để mà đưa cái tỷ lệ đồng rub với đồng đô la về một cái mức độ mà nó rất phù hợp cho họ mà như tôi nói với quý vị là họ đang cố để mà tìm ra một cái biên độ nó phù hợp nhất, đúng không ạ? Giữa tầm khoảng 70 cho đến tầm 100. Tất nhiên là chúng ta không phải chuyên gia kinh tế thì chúng ta không biết là bao nhiêu. Nhưng mà từ đấy đến giờ thì nó dao động ở đâu đâu đấy khoảng độ từ 90 xuống dưới 80. Và lúc bây giờ chúng ta nói nếu như mà Nga đạt ở mức khoảng 88 năm thì nó là lý tưởng, đúng không ạ? Còn trong năm vừa rồi thì nó cứ tầm tầm như vậy. Trong cái khoảng đó và rõ ràng với cái việc đồng rút mất giá như vậy thì họ xuất khẩu nhiều khí đốt dầu và số lượng thì tuy là ít lên nhưng mà giá đã lên cao rồi lại còn uh, cái tỷ giá của đồng rút nó mất so với đồng đô la nữa đã khiến cho nga xuất ít hơn nhưng mà lại kiếm nhiều tiền hơn và nếu quý vị bảo là nga may mắn thì cứ bảo đúng không ạ nhưng mà rõ ràng đó là những cái sự tính toán rất là kỹ liên quan tới cái việc đó khi mà chính phủ của họ mặc dù dưới sức ép của dư luận và các cái giới chuyên gia chém gió kinh tế à, nhiều ông còn nói rằng có bao nhiêu bán tết tài khản để rút khỏi đất nước đi người nga có tiền thì nhiều ông cũng dục dịch và nói rằng mùa thu năm ngoái chắc là nga ra đi rồi thế nhưng mà tôi thì tôi không cảm nhận như thế nhưng mà tôi cũng trích với quý vị đúng không ạ là nhiều người nói rằng là đến cuối mùa thu à, mùa đông chắc chắn là nga ăn đủ thế nhưng đến bây giờ chúng ta thấy là đúng là họ nói đúng là ăn đủ là kiếm đủ tiền như vậy thì uh, các nước G7 áp giá dầu trần đối với Nga. Dầu của Nga. Nhưng mà cuối cùng áp giá dầu thế nào mà đến nỗi bây giờ họ bỏ luôn giá dầu, bởi vì là giá dầu của dầu Uran, giá trần của dầu Uran nó đã vượt xa cái mức 60 đô. Không có cách nào để khống chế được cả. Sau khi mà có những chỉ số này, quý vị biết là phương Tây họ rất phẫn nộ. Họ bảo là bây giờ khéo phải tiến hành biện pháp mạnh đấy là lập các cái đội tàu bè trên biển để đi săn lùng đánh bắt các tàu bóng tối của nga đấy, tức là tàu của nga nhưng mà nó không cắm cờ nga, à, nó gọi là cái đội tàu bóng tối chuyên để lách chống cấm vận đấy. Và như vậy là đến ngày 11 tháng 6 gần đây thì chúng ta đã biết rằng là Ngân hàng Thế giới đã nâng dự báo tăng trưởng của nền kinh tế nga. Theo triển vọng kinh tế toàn cầu thì nước Nga dự kiến sẽ tăng 2,9% năm 2024 và 1,4% năm 2025. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là kinh tế Nga đã tăng trưởng một cái mức rất là đáng ngưỡng mộ năm 2023 với 3,6%. Và bây giờ quý đầu của năm họ đã đạt tới 5, mấy phần trăm rồi, 5,6 rồi. Thì có nghĩa rằng nó sẽ vượt nếu giả sử các quý tiếp theo mà vẫn giữ như vậy thì Nga sẽ đạt gấp đôi cái tỷ lệ tăng trưởng so với ngân hàng kinh tế, uh, uh, ngân hàng thế giới. Mà chúng ta thường thấy, ấy, thông thường là quý 1, quý 2 thì phát triển có khi lại không mạnh bằng quý 3, quý 4. Đúng không quý vị? Đấy, cho nên là chúng ta... và, đấy Tất nhiên đấy cũng chỉ là những thứ mang những tất là giả thuyết thôi. À, cũng là quỹ tiền tệ quốc tế thì uh, vào tháng 4 vừa rồi họ cũng đã đưa ra dự đoán kinh tế Nga sẽ tăng trưởng nhanh hơn tất cả những nền kinh tế uh, của các nước tiên tiến vào năm 2024. Trong đó theo tổ chức này, cũng là hai tổ chức của phương Tây quý vị nhé IMF, Quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới đấy. Tổ chức này đánh giá là GDP của Nga sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 3,2%, vượt qua cả Mỹ 2,7. Anh 0,5, Đức 0,2 và Pháp 0,7% năm 2024. Như vậy chúng ta thấy rằng là mặc dù phải chịu rất nhiều những cái lệnh trừng phạt, một cuộc chiến tranh kinh tế vô tiền khoáng hậu từ các nước phương Tây, đúng không ạ? À, nhưng mà phía nga cũng không biết làm cái gì. Nói thật ra đến quý vị biết là bây giờ chúng ta cũng chẳng biết là họ làm như thế nào nữa. Chúng ta chỉ biết rằng là có hai điều chúng ta vừa nói. Một là họ đang vẫn xuất khẩu khí đốt hóa lỏng, một trong những mặt hàng cực kỳ quan trọng đối với châu Âu, vào châu Âu và bây giờ họ đã vượt xa uh, đã vượt qua nước Mỹ. Lấy lại cái vị thế là uh, số 1. Còn cái việc thứ hai thì ai cũng biết, đó là Nga đã xuất khẩu rất nhiều năng lượng về Trung Quốc và Ấn Độ và thổ Nhĩ Kỳ, đúng không ạ? Uh, còn những cái nguồn năng lượng đấy thì cuối cùng nó cũng đến các quốc gia châu Âu mà thôi chỉ có điều rằng là trong khi nga xuất khẩu vào trung quốc ấn độ họ đã giảm giá cho hai quốc gia này rồi nhưng mà cuối cùng thì doanh thu của họ vẫn tăng lên nhưng mà các quốc gia châu âu thì phải nhập với lại cái giá tăng lên rất nhiều khi mà giá bản thân dầu uran của nga đã tăng nhưng mà ông trung quốc ấn độ thì là hai cái ông mà cũng dạng thương gia uh, sát phạt cho nên là chắc chắn nó sẽ cộng rất nhiều các cái chi phí gọi là trung gian đúng không ạ như vậy chúng ta thấy một lần nữa chỉ là các ông châu Âu chết mà thôi. À, nhiều người nói rằng là đấy là do nước Nga bị cấm vận, à, chứ nếu không bị cấm vận thì còn nước Nga còn là số 1, nhưng mà tôi không nghĩ như vậy. À, nhiều khi là không có những cái thách thức như vậy thì chưa chắc Nga đã làm được như vậy, đúng không ạ? Chúng ta thấy là giá dầu đã tăng là bởi vì người ta, những người mua dầu đã cố tình tạo ra một cái sự khan hiếm một cách gọi là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình đúng không, quý vị chứ còn nếu bình thường thì có cái yếu tố nào để nó tác động đến cái việc giá dầu tăng đâu à, không có yếu tố nào cả chiến tranh thì vẫn diễn ra từ lâu rồi thậm chí sau chiến tranh khi tăng giá dầu lên cao thì nó có xu hướng nó nó xuống nhưng mà đây là cuối cùng là chính bởi bản thân họ đã tạo ra cái khan hiếm nó đơn giản như này thôi đáng nghĩa là thằng hàng xóm hai thằng hàng xóm với nhau thì bán khoai cho nhau thì chỉ cần cầm cái giỏ khoai ném sang thằng kia phát là nó há miệng nó chờ khoai thôi thế nhưng mà bây giờ thì lại đi cấm không cho nó bán nữa thì nó lòng vòng nó bán sang một cái thằng hàng xóm xa thằng hàng xóm xa thì nó phải thuê nhà kho thuê bến bãi thuê tàu ướp lạnh thuê tàu để vận chuyển đúng ạ và bảo hiểm rồi bốc xếp dỡ vòng vòng và cuối cùng khoai đến nó lại đến cái thằng hàng xóm mà đã cấm nhưng mà lúc này thì khoai nó đến đây thì nó gánh theo đủ thứ phí mà nó tăng lên có thể nói 50 đến 100% giá rồi. Đấy là lý do mà chúng ta thấy rằng họ đã đẩy tự động họ đẩy giá dầu lên và nó đã khiến cho mặt bằng giá dầu nó rất nhạy cảm đúng không ạ? Nó sẽ khiến cho toàn bộ cái mặt bằng giá dầu đều tăng. Sau đó thì các tập đoàn uh, năng lượng của phương Tây thì bất chấp những cái tổn thất đối với đất nước và người dân của mình khuyến khích Ukraine tấn công vào những nhà máy lọc dầu của Nga. Đúng không, quý vị? Họ kiếm bộn tiền. Họ kiếm bộn tiền nhưng mà cơ bản rằng là ngân sách nhà nước của họ sẽ phải bỏ ra rất nhiều thêm để mua dầu. Đúng không ạ? Và người dân của họ sẽ chịu một cái mức giá dầu cao hơn. Đấy. Nhìn vào cái vấn đề này chúng ta thấy tất cả những cái gì vấn đề của phương Tây nó được lột tả qua cái hành trình của những cái thùng dầu của phía Nga. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại châu Âu, uh, Thụy Sĩ. Để nói về một cái sự kiện cực kỳ quan trọng trong thế giới. Trong diễn ra trong cuối tuần của chúng ta. Đúng không ạ? Uh, thông thường thì chúng tôi sẽ nói về cái này trong những cái bản tin chiến tranh. Thế nhưng mà đây là một trong sự kiện lớn của thế giới. Và cái tính vĩ mô của nó rất quan trọng. Cho nên là chúng tôi sẽ đưa vào cái phần này để trao đổi nó mang tính chất nó vĩ mô. Đấy cho nó chúng ta sang chuyện. À, trong hai ngày diễn ra cái hội nghị thượng đỉnh này thì chúng ta chứng kiến vô vàn những cái phát biểu của các bên có thể nói rằng là nó rất là được cười mà trong đỉnh điểm của nó ấy, thì nó có một cái sự kiện như thế này là bà thủ tướng ý bái phát biểu một cái câu như thế này là bà Meloli ấy, bà mà vừa là chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh g bảy còn trên màn hình quý vị nhìn là đa số các quốc gia phương tây lãnh đạo các quốc gia phương tây Bà ấy nói rằng là nếu như mà nước Nga không chịu đồng ý để ký vào cái biên bản mà chúng ta vừa mới uh, cùng cả thế giới đưa ra uh, thì chúng ta sẽ bắt bọn họ phải đầu hàng. Đấy, ý nói là dùng vũ lực để mà khiến nước Nga quỳ gối. Uh, và tất nhiên một bài phát biểu như vậy thì tôi thực sự tôi rất là khó tin bởi vì nếu như vậy thì có nghĩa rằng bà ấy hoàn toàn bà ấy trả hiểu gì về 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 uh, những gì đang diễn ra trên chiến trường và bài cũng có thể nói về ngược lại với lại cái nguyện vọng của người dân người dân ý thì người ta không có bài nga đến mức độ như vậy cho nên là cộng đồng thế giới họ đã nhanh chóng để họ đi tìm cái video đó và cuối cùng thì họ đã phát hiện ra là người phiên dịch người ukraine không biết là vô tình hay cố ý đã dịch ra à, nguyên văn của nó là nếu như mà chúng ta ngừng các khoản viện trợ cho ukraine thì Ukraine rất có khả năng sẽ buộc phải đầu hàng. Đấy. Thì ông ấy đi ông dịch ra là chúng ta sẽ bắt nước Nga phải quỳ gối nếu như mà họ không chấp nhận cái biên bản đại khái như vậy. Thì uh, như vậy chúng ta có thể thấy rằng là hội nghị hòa bình đúng không ạ? Với lại rất nhiều quốc gia uh, kết thúc xong thì hầu hết các quốc gia chủ chốt trong khối BRICS đã không ký vào hiệp văn bản uh, liên quan tới hòa bình còn gần như là tất cả những nhà lãnh đạo của thế giới phương nam đã đến và chứng kiến một cái việc là phương tây và ukraine lôi mình đến để chứng kiến một cái đại hội luận tội của nước nga với những cái văn bản được soạn thảo ra từ trước để mà bắt họ lắng nghe Đấy, và ký vào cái, cái cái văn bản đó mà thôi hầu hết các quốc gia trong đó cả quốc gia chủ nhà đã thừa nhận rằng là hội nghị gần như đã không đạt được cái vấn đề gì quan trọng vì đã không có mặt nước nga À, kể cả các nước quốc gia phương Tây thì cũng thế và ông Zelensky nói rằng là thôi thì chúng ta sẽ gặp nhau vào một hội nghị hòa bình khác diễn ra trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ. Không hiểu tại sao hội nghị hòa bình của Ukraine mà lại diễn ra à, trước phải diễn ra trước cái đại hội à, cái cái à, bầu cử tổng thống Mỹ. Cũng có thể lần này thì ông Joe Biden đã không đến khiến cho ông Zelensky mất đi cái sự tự tin à, và không cảm nhận được cái không khí chiến thắng tuy nhiên thì uh, nếu nhìn vào đây một vài những chuyên gia uh, chúng ta có thể thấy là uh, cái hội nghị hòa bình này nó đạt được những cái um, vấn đề gì ví dụ như uh, chúng ta lắng nghe một trong những quan chức hàng đầu trong uh, của đảng afd của nước đức uh, ông ấy nói rằng là hội nghị hòa bình lần này nó là một cái hội hòa bình sặc mùi chính trị vũ khí chính trị sặc mùi những cái uh, suy nghĩ màu hồng trong mơ và không hề bất cứ đạt được một cái kết quả nào à, từ cái đề xuất của ông Zelensky và phương Tây. Trong đó thì ông Stephen Kotche, một trong thành viên của quốc hội Đức đã nói rằng là hội nghị hòa bình à, đã cho thấy rằng nó thất bại từ chi trước khi nó bắt đầu vì nó không có sự tham gia của một bên của cuộc xung đột đó là người Nga. Còn nước Mỹ và các đồng minh của mình, phương Tây của mình thì đã một lần nữa đã đề xuất cho phía nga nói rằng họ sẽ đứng đằng sau để ủng hộ ukraine và sẽ cam kết để mà viện trợ cho ukraine bởi vì là người nga thì không quan tâm tới việc kết thúc cuộc chiến trong khi đó thế giới phương tây và ukraine thì đang tìm kiếm hòa bình. Đây chỉ là một trong những suy nghĩ viển vông và rất là xa đối với những gì đang diễn ra ở trên thực tế. Chỉ 3 tuần nữa, không ai còn nhớ bất kỳ một điều gì đã xảy ra từ hội nghị hòa bình lần này. Việc các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, trong đó có cả Tổng thống Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc, uh, lãnh đạo Brazil, Nam Phi, Ấn Độ, họ đều không đến hội nghị hòa bình lớn nhất thế giới cho thấy nó đã thất bại ngay từ khi nó mới bắt đầu. Và cuối cùng, một loạt các nước, trong đó có các nước trong khối BRICS và một loạt các quốc gia khác đã từ chối ký vào tuyên bố chung. Còn người Nga đơn giản chỉ đưa ra một lời nhận định, đó là hội nghị hoàn toàn vô bộ. Một chuyên gia quân sự chính trị khác thì đã phân tích như sau, kết quả của cuộc uh, hội nghị thượng đỉnh hòa bình ngày đầu tiên, đó là một sâu diễn chính trị. Vâng, có thể nói rằng hoàn toàn là một sâu diễn chính trị. Kết quả của nó thì không được cảm nhận một cách rõ nét, nhưng mà ai uh, hiểu về vấn đề chính trị có thể hiểu được cái logic của nó Điều đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy những gì diễn ra trên bề mặt Đây là một cuộc uh, một cái hội nghị thượng đỉnh của những kẻ vô tích sự và nguyên nhân là phương, uh, là bất lực những kẻ bất lực của thế giới phương Tây những kẻ thua cuộc đang cố gắng tụ họp để áp đặt ý chí của bọn họ lên nước Nga nước Nga đang thắng cuộc lần đầu tiên chúng ta thấy là các kẻ thua cuộc thì đi áp đặt chiến thắng lên người thắng cuộc và họ chỉ mong đợi trông cậy vào sự chứng kiến của những người trung gian đó là à, thế giới phương nam nói thật mà nói thì nếu như những người phương tây thực sự muốn hòa bình họ đã có thể tổ chức hội nghị phượng bình này một năm trước đây thế nhưng một năm trước chúng ta đã biết là họ hy vọng với việc trang bị vũ khí tận răng cho chính quyền kỳ ép có thể đánh bại người nga trên chiến trường. Rồi sau đó họ sẽ sai khiến những cái điều khoản liên can tới việc đầu hàng của nước nga. Do đó trong suốt một năm vừa qua, một năm trước đó họ đã không nghĩ gì về hòa bình, bởi vì họ nghĩ rằng họ sẽ chiến thắng. Bây giờ thì họ lôi ra hội nghị hòa bình, bởi vì nó đã quá rõ ràng đối với tất cả mọi người mà thậm chí đối với những kẻ ngốc như là thủ tướng canada vâng justin trudeau đấy, thì ông ta cũng hiểu rằng cái chính quyền ở kiev mà canada đã trang bị uh, để tấn công người nga một thời gian quá dài bây giờ thực sự đã thua cuộc và tất cả những gì họ làm bây giờ là cố gắng để mà cứu được những cái gì còn có thể cứu được trong cái sự nghiệp làm suy yếu và đánh bại nước nga vốn đã thất bại trong đó họ sẽ dựng lên một sâu diễn chính trị để mà chống lại nước nga một lần nữa và từ đó thì vì cái mục đích này thì những con linh cẩu và những con lừa giả bộ là những nhà yêu hòa bình những người yêu hòa bình đã đi đến một cái ý tưởng là họ tụ tập ra một cái cuộc hội nghị thượng đỉnh hòa bình một cách vô bộ ngày hôm nay để làm cho những cái lời than vãn nghe có vẻ thuyết phục hơn về một chiến thắng trước người Nga hơn là việc thể hiện ra thuần túy là những kẻ thua cuộc thảm hại. Họ cố gắng lôi kéo nhiều quốc gia, càng nhiều càng tốt vào cái cuộc tụ tập này, giờ vờ rằng đây không phải là một cái cuộc họp của thế giới phương Tây, mà là một cuộc họp hội nghị thượng đỉnh của toàn thể cộng đồng thế giới. Tuy nhiên, nếu ai tinh ý, với sự vắng mặt của chính tổng thống Mỹ Joe Biden, thì người ta có thể rất dễ để hiểu ra là hội nghị hòa bình này sẽ chả đi đến đâu. Trong khi đó tất cả chúng ta à, đều có thể đi tới một kết luận rằng bất chậm bất chấp những nỗ lực to lớn của những bên tổ chức là nước chủ nhà Thụy sĩ à, chuẩn bị cho cái sự kiện này thì hội nghị hòa bình đã thất bại. Hơn một nửa số quốc gia trên thế giới tham gia vào sự kiện lớn nhất hành tinh. Hầu hết những quốc gia tham gia và tệ hơn nữa là những người có mặt trong các phái đoàn này hầu hết là những người đi chỉ mang tính chất là sĩ số và đến để đánh chén. Trong khi đó thì còn có những cái phái đoàn mà còn bạo miệng hơn khiến cho nước chủ nhà và bên tổ chức cảm thấy như gọi là đau lòng. Trong đó, ví dụ như phái đoàn của Kenya đã nói rằng cái việc phương Tây biển thủ tài sản của nước Nga là vi pháp và không thể chấp nhận được. Vâng, <laughs> như vậy là thượng đỉnh hòa bình này thì lại giống G7 năm ngoái Tức là đến không những là nó không chịu đóng góp gì sáng kiến Mà nó toàn ngồi nó ăn uống thì như là tầm ăn rỗi Xong đấy nó ký hợp đồng nó làm những cái chuyện gọi đâu đâu ấy Đúng không ạ? Và bây giờ thì nó lại còn đi nó lên án là phương Tây nữa Vâng và, và thôi một ngày đã nói nhiều về hội nghị hòa bình Thì chúng ta hãy kết thúc bằng một bài phát biểu của Menvedev đi Đúng không ạ? Một bài phát biểu của Men VDep liên quan tới hội nghị hòa bình. Vâng để mà truyền tải những cái nội dung của ông ấy nói thì là một cái công việc nó rất là bạc bẽo quý vị cho nên là quý vị thông cảm tôi trước nhé. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ đã thất bại một cách thảm hại. Vâng, cảm ơn là đã có một cái lời đi vào nó rất là vào đề nó rất là đơn giản, đi vào vấn đề. Thậm chí là cái lâu đài hay chúng ta gọi là một cái nông trại của súc vật mà các fan và Owen cũng có không thể tưởng tượng được đến cái sự thất bại như vậy. À, tức là một cái, cái 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 giai thoại nào đó liên quan đến một sự thất bại của cái cái lâu đài gọi là súc vật. Đấy đại khái như vậy. Ông ấy ví tới một cái một cái trang trại đúng không ạ? À, gia súc cộng với lại một cái sự thất bại nào đó. À, rất là tồi tệ. Không có bất cứ một ai tham gia vào cái sự kiện diễn đàn hòa bình này có khả năng tưởng tượng ra cái hòa bình nó là như thế nào. Thực tế nó là một cái vở diễn, một cái sân khấu được dựng ra để mà cứu cái chế độ Bandera đứng đầu bởi một kẻ đã đánh mất hoàn toàn cái tính hợp pháp và không có thể không có thể vãn hồi. Và với việc thuyết phục các quốc gia đến đầy đủ trong cái sự kiện này thì người ta hy vọng rằng là họ sẽ thuyết phục uh, bọn họ công nhận cái tính hợp pháp của ông ta và cái công thức hòa bình lần này có thể được uh, hiểu theo ba khía cạnh sau đây và chắc chắn là nó sẽ chấp nhận được với tất cả mọi người thứ nhất hội nghị hòa bình này chẳng có tí hòa bình nào thứ hai một cái kẻ có bộ mặt như một con ngạ quỷ luôn xuất hiện trong bộ uh, quần áo màu kaki uh, và chiếc áo phông đã tuyên bố ngay từ đầu của cuộc hội nghị rằng là ông ta sẽ chiến đấu tới người ukraine cuối cùng có hai khoảnh khắc mà chúng ta cần ghi nhớ khoảnh khắc thứ nhất đó là sự vắng mặt của một ông già rất già có thể ông ấy là người tổ chức của cái uh, bể bơi này người mà đã từ lâu mất đi hoàn toàn sự tương tác với hiện thực và liên tục đóng băng khi nhìn vào phía chân trời xa xa với những sự biểu hiện mà chúng ta không thể giải thích nổi thứ hai đó là sự xuất hiện của một cái kẻ <laughs> một kẻ đầu đất người canada rất hay tức là ông justin trudeau đấy sự xuất hiện của một kẻ đầu đất người canada à, kẻ mà đã sử dụng hết kỹ năng còn lại của mình để khiến cho mọi người hạnh phúc với một cái lời chúc mừng của à, của quốc xã bandera đó là slava Ukraina. vâng anh ta nên nhận là tất cả những vinh quang liên quan tới việc này và không khéo một ngày đẹp trời nào đó thì hắn ta cũng sẽ quay 180 độ và yêu cầu đưa những cái kẻ ở trong cái chế độ Bandera này ra ánh sáng công lý cũng không biết chừng. Dù sao đi nữa thì hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ lần này đã chứng tỏ đó là một cái đống phế thải hôi thối được tổ chức bởi đồng tiền của những người đóng thuế không may mắn ở các quốc gia phương Tây vâng cảm ơn quý vị à, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần à, giao lưu câu hỏi địa chính trị ngay sau đây